Chị Kính như quả trứng hai lòng, một lòng yêu nước, một lòng yêu fan. Trong không khí cả nước đang hân hoan hồ hởi kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chị Kính đố vui sẽ lên ngay một video vừa đu chen cùng các idol, vừa thể hiện lòng yêu nước nồng nàn của mình. Like và bắt đầu nhé. Câu 1, đố bạn biết đâu là hình lá cờ Việt Nam ngày xưa. Cả ba hình đều lạ đúng không? Nhưng sự thật là hình 1 chính là hình lá cờ ngày xưa của nước ta đấy. Bạn nào học sinh giỏi môn sử vào xác nhận xem có đúng không nào. Câu 2, chị Kính chắc chắn ai cũng biết nhân vật này. Comment tên của người hùng này đi nào. Chuẩn 100% luôn. Bác Nguyễn Phú Trọng tuy đã đi xa nhưng bác mãi sống trong tim mỗi người dân Việt Nam. Con cháu đời đời về sau vẫn ghi nhớ công ơn lớn lao của bác. Cả đời vì một câu hứa, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc. Năm ấy đâu ngờ hôm nay cánh tay đã buông rời, phút chia lìa nói không nên lời. Người vội vàng người buông lời, mảnh tình này còn chơi vơi, người như mấy tay này không vơi tay. Câu 3, vậy sau khi bác Trọng mất, ai là người giữ chức vụ Tổng Bí thư? Như nhiều bạn không biết nhưng không sao, vậy thì hãy hỏi bố mẹ rồi trả lời chị Kính nhé. Câu 4, đố bạn biết đây là Tiktoker nào? Không cần nhìn rõ cũng biết là chị Đào Lê Phương Hoa. Chị ấy đu trên trào cờ này từ dịp 27 tháng 7 rồi đó. Chị Hoa đu trên này có xứng đáng làm idol quốc dân chưa nhỉ? Câu 5, cơ mà dù được 1,5 triệu lượt tim nhưng idol này vẫn bị sai một động tác. Đố bạn biết chị Hoa thực hiện sai động tác ở bộ phận nào? Comment thì thấy nhiều người bảo chị Hoa chào sai tay. Cơ mà đúng thật nha, bà để sai tay mất rồi. Giả sử như chào đúng điệu lệnh thì sẽ là 100 điểm đấy. Câu 6, ngoài chen chào cờ ra, các tiktoker còn thi nhau đu chen nào nữa? Nếu lướt TikTok cả ngày thì kiểu gì bạn cũng thấy các tiktoker thi nhau vẽ hình lá cờ lên mái nhà. Nếu như bạn không thể vẽ lên mái thì hãy vẽ một chiếc lá cờ nhỏ nhỏ xinh xinh ở cửa hoặc tường nhà nha. Vừa hưởng ứng chen lại vừa thể hiện tình yêu nước. Có những khúc hát ru của mẹ, còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lừa khôi xây xeo tháng năm. Người Việt Nam ra đâu mắt đen, hào thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lùa chim vàng thơm ngát trời. Câu 7, đố bạn biết chị Jenny đu chen chào cờ ở đâu đấy? Bạn nào trả lời là Dinh Độc Lập, xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Đây có lẽ là chen biến hình đỉnh nhất từ trước đến nay của chị Jenny luôn. Câu 8, chị Kim Ngân mặc trang phục gì để đu chen chào cờ đấy? Để biến hình ra áo dài cờ đỏ sao vàng, chị Kim Ngân đã mặc trang phục truyền thống miền Tây sông nước là áo bà ba đấy. Khi làm video giải trí bà nhây bao nhiêu thì khi đu chen chào cờ bà ngầu bấy nhiêu luôn. Câu 9, bạn có biết tiktoker nhí nào cũng đu chen chào cờ không? Linh hiện tại đang làm tiktoker nhí hàng đầu Việt Nam nên không thể bỏ qua trend này được. 100 điểm không có nhưng luôn. Câu 10. Cơ mà bạn thấy Đinh Mỹ Linh giống tiktoker nào? Nhiều bạn bảo Đinh Mỹ Linh giống chị Đào Lê Phương Hoa lắm, mà chị Kim có thấy giống đâu nhỉ? Chắc do góc quay giống thôi ạ. Câu 11. Mà sau 7749 câu hỏi, bạn có biết trend chào cờ bắt nguồn từ ai không? Hoàng tử Hoa Hanashi mãi đỉnh trong lòng tôi. Chị ấy là người đầu tiên sáng tạo ra trend này và cũng là top 1 luôn. Dự là trend này sẽ hot nhất trong tất cả các trend cho mà xem. Câu 12. Thành viên nào của Gãi TV cũng đu trend chào cờ này? Hết nước chấm luôn bà con ơi. Trend này không thể làm khó được Hiên Lửa. Bà xinh hết phần thiên hạ luôn rồi. Câu 13. Đố bạn cả trend chào cờ và trend vẽ lá cờ, ai có thể đu được? Già trẻ gái trai, từ Nam ra Bắc, từ miền ngược đến miền xuôi, miễn là con dân của Việt Nam thì chúng ta đều có thể đu trend. Nhưng mà nhớ tìm hiểu kỹ đấy nha, chứ không lại bị lên án đấy. Câu 14. Vậy chúng ta có thể đu trend vẽ lá cờ ở đâu? Chị Kính thấy nhiều người vẽ lên mái nhà hơn nè, vì khi nhìn từ trên cao xuống trông rất đẹp mắt. Còn tường thì không nên vẽ hết cả một bức tường to đâu nha. Cơ mà bạn thấy chỗ nào trang nghiêm nhất thì hãy họa lên hình chiếc lá cờ Việt Nam nhé. Câu 15. Đố bạn biết tính đến thời điểm hiện tại có tất cả bao nhiêu idol đu trend yêu nước rồi? Comment xuống dưới nào. Video đến đây là hết rồi. Ngày Quốc Khánh đến rất gần rồi nên người dân cả nước rất hào hứng. Bạn có thấy như vậy không? Giờ thì cùng xem lại những trend yêu nước dịp 30 tháng 4 vừa rồi nhé. Câu 1. Bạn có biết chị Thanh Mèo đang đu trend gì không? Trend là tự hào con người Việt Nam nha. Trend này quá hot mấy ngày qua đúng không? Đúng vào dịp lễ lớn của Việt Nam luôn nè. Dịp lễ lớn vừa qua là gì nhỉ? Vừa mới được nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 xong, nhiều bạn đã lười biếng không muốn đi học rồi. Có bạn nào đi du lịch, đi chơi vào ngày lễ không nhỉ? Kể cho chị Kính nghe với nào. Câu 3. Đâu là ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước? Nhiều bạn cứ nghĩ hai ngày này là một, cơ mà không phải đâu nha. Ngày 30 tháng 4 là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đấy. Còn ngày mùng 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động. chàng sao hỏa đang đu chen gì đấy? Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập, cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Chị Mèo sao hỏa đang đu chen bản tin chiến thắng này, trong này có đề cập đến quân ta đã đánh chiếm được Dinh Độc Lập và giải phóng miền Nam đấy. Bạn nào cũng cần ghi nhớ chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 nhé. Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập, cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Câu 5, đố bạn Dinh Độc Lập ở đâu? Để ý câu trước thì sẽ trả lời được câu này nhá. Dinh Độc Lập ở Sài Gòn nè. Có bạn nào đến đây tham quan chưa nhỉ? Rồi em là Sài Gòn năm 1975. Vì nụ cười của em đẹp như ngày giải phóng. Câu 6, ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân ta đã đánh bại kẻ thù xâm lược nào? Lớn thao túng cả thế giới nhưng cũng đều bị thất bại bởi Việt Nam. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân ta đã đánh bại chính quyền Ngụy Tay Sai và đánh đuổi kẻ thù xâm lược là đế quốc Mỹ. Thật không thể tin nổi quân và dân Việt Nam lại anh dũng như vậy. Có một điều ở bản thân luôn khiến mình tự hào, đó chính là máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Biển trời hôm nay sum vầy trong bóng nàng, Việt Nam trong tôi là không sân ca, nơi tôi sinh ra tự hào biết bay. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi năm châu cho dù về nơi đâu, trong trái tim này cũng hát trong cao Việt Nam. Câu 7, đây là idol nào? This is not heaven, this is Vietnam. Và thanh lịch nha. Nhìn chị làm video kỳ công như thế này, chắc chắn chị là một người rất yêu quê hương Tổ quốc đấy. This is not heaven. This is Vietnam. Câu 8, chị Lê Bống đang đứng ở đâu đấy? Đúng 11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm Dinh Độc Lập. Bộ Tổng Tham mưu Ngụy Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng. Trả lời là Dinh Độc Lập thì sai biết nhá. Câu trên chị có để hình ảnh Dinh Độc Lập rồi. Chị Bóng đang đứng ở lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhá. Vậy bạn có biết lăng Bác ở đâu không nhỉ? Thành phố Hà Nội là câu trả lời không thể nào chính xác hơn. Là người con đất Việt, hãy đến thăm lăng Bác một lần để tỏ lòng biết ơn với Bác Hồ nhé. Chị Kính cũng thấy Bác Hồ trong lăng đấy. Đến giờ này vẫn nhiều bạn không biết chị Hoa là người nước nào đấy. Bạn có đoán được không ta? Chị Hoa là người Việt Nam xịn nha các bạn ơi. Quê Hải Dương đặc sản bánh đậu xanh nè. Đừng bạn nào nhầm chị ấy là người gốc Trung Quốc nhé. Chị Hoa buồn lắm đấy. Let's go! ấy đi nào. Thấy thần thái 10 điểm, chuyên lửa về tinh thần yêu nước cho người xem qua màn hình luôn, nói chung là quá đỉnh. Câu 12, đâu là video đầu tiên tạo trend? Con người Việt Nam nhờ có video số 2 do Mcatit Đinh Phát tạo trend mà giới trẻ đã thi nhau truyền tải lòng yêu nước, đúng là một trong những trend có ý nghĩa nhất mà. Trend biến hình nhé. Đố bạn trang phục này có tên là gì? Đây là áo bà ba nhé. Đó là trang phục của phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là vùng Nam Bộ hay miền Tây đấy. Họ đã góp sức rất lớn vào chiến thắng của Việt Nam. Bức tranh của mẹ chỉ màu trắng đen, nỗi đau của mẹ ngậm ngùi những bữa cơm. Có tên là gì nhỉ? Đây được gọi là áo đoàn cho thanh niên Việt Nam. Sau này các bạn vào đoàn thì kiểu gì cũng được mặc nhé. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Điều tuyệt vời nằm ở nơi chính ta, chẳng cần tìm đâu xa. Hãy yêu thương những người đặt niềm tin xung quanh ta. Cảm ơn thật nhiều cuộc sống mang lại từng giây phút em nhẹ nhàng. Câu 15, một bộ trang phục có ý nghĩa vô cùng lớn với chiến thắng. Bạn có đoán được họ là ai không? Để có cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ của chúng ta hiện nay, các cô chú bộ đội đã phải chiến đấu, hy sinh rất anh dũng trên chiến trường đấy. Chị kính mong các bạn hãy luôn ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc và toàn đảng toàn quân nhé. Thay mặt đồng đội, tôi muốn gửi đến các bạn nữ đã, đang và sẽ là hậu phương bộ đội rằng yêu bộ đội là dũng cảm, đừng lấy bộ đội, các bạn nhất định là anh hùng. Vậy sao chưa cầm tay nhau để đông không còn lại con tim tình yêu đang hết. Son màu xuân xanh đón em về để môi kề những yêu thương lúc xuân về. Câu 16, đây là hoa hậu nào nhỉ? Ta đã thấy trong đêm nay cờ bay trăm ngọn cờ bay rừng núi hát lên đến mọi miền gió hòa bình bay về muôn hương ngày vui con nước trôi nhơi nhìn sông bao la hoa màu hồng gặp quê hương sau áo tố giọt nước. Đáp án chính xác là hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Trên này cũng hot lắm nha. Cứ ai đu trên nói về lòng yêu nước là cả chị kính mê hết. Bạn nào yêu tổ quốc, yêu quê hương thì like điểm danh cái nào. Ta đã thấy gì trong đêm nay, cờ bay trăm ngọn cờ bay, rừng núi hát lên lên mọi miền, gió hòa bình bay về muôn hương, ngày vui con nước trôi nhơi, nhịp sông bao la qua mọi hòn đảo, gặp quê hương sau bao lâu, giọt nước mắt vui lay lòng vô đàng. Câu 17, các trend về lòng yêu nước có được ủng hộ không? Không chỉ được giới trẻ hưởng ứng mà các cụ già cũng rất thích, thậm chí VTV còn đưa tin nữa đây nè. Xuất phát chung từ mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước và bày tỏ lòng biết ơn về sự hy sinh của cha ông để bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc. Những người trẻ đã tự sáng tạo ra nhiều video truyền cảm hứng trên mạng xã hội hướng tới ngày đại lễ của dân tộc. Video đến đây là kết thúc rồi, nhớ chăm học lịch sử và đừng quên đăng ký kênh cho chị Kính nhé. Bye bye!